Đây là bài Tứ Xứ. Thánh Mẫu Tiên Đường. Chào các bạn, hiện tại mình đang ở Miễu Bà Chúa Xứ Bà Mướp, ở thị trấn Tịnh Biên Nhà Bàn, thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Mình đi vô cổng. Miễu Bà Chúa Xứ Bà Mướp. Đây mình đi vào chánh điện. Đây là Thánh Ân Quảng Đại. Đây là chánh điện. Đây là bà Chúa Xứ. Thánh Mẫu Tiên Đường. Sáng 20 20 tháng 4 âm lịch ha. Dạ. Vậy là đêm 19 là tắm bà. 12 giờ tắm. Dạ. 12 giờ ngày 19. Vậy con cũng mới đi đây lần đầu ra không biết. Dạ. 20 là chánh lễ của bà là ngày 20 tháng 4. Dạ. Như ngôi miếu này thành lập hồi nào, tới giờ bao nhiêu năm rồi chú? Cái này có lâu lắm rồi. Lâu à? Nhưng mà lúc đó miếu có chiếu mà ba sát. Cắt là ba lần. Ba nhà thiết, trồng ra ngói. Dạ. Tại năm tầng ngói là năm 81. Dạ. Tới là 2008 là mới xây dựng miếu rồi lại. Mà năm 2008. Dạ. Tu bổ lần lần lên. Tu bổ rồi. Dạ. Nó có rễ là. Dạ. Hồi xưa ở đây là ao sen không hả? Chứ miếu này ở đó có hồi năm 851 à. Vậy sao? Vậy là mấy trăm năm mà? 166 năm. 166 mấy năm rồi. Ở đó có Đức Phật này, Phật Thầy Tây An mà. Vậy là ngôi miếu đây. Ngôi miếu đây là của Đức Phật Thầy Tây An, là gốc của Phật Thầy Tây An. À, nó chú với chạy ruộng chỗ và cái lâm dầu á là của Đức Phật Thầy đó. Dạ. Chạy ruộng là chùa Phú Đình Tự á là của cô thầy cũng cắt luôn. Qua Đình Thế Sơn thờ bên Châm Quang của cô thầy luôn. Dạ. Là bốn ngôi của Đức Phật Thầy. Dạ. Bà la. Lúc đó ông ngoài núi Sam chỗ mà Tây An có sợ sao ông mới về đây. Dạ. Phát sao. Con cũng nghe người ta nói, thằng ra mới đi tìm tới đây đang hỏi dài vô đây mới tìm được. Quay cái chuyện mà cái hành bài quay cho. Dạ có, nãy có quay. Quay rồi hả? Dạ. Dạ. Như con quay đó. Đó thì có ông Phật Di Lặc mới làm năm rồi đó. Dạ. Ăn gì bạc hàng ngày 19. Con quay đây đặng đưa lên YouTube này, coi những người ta không biết á, đặng ta biết đường ta đi tới, người ta cúng. Dạ. Thì con cũng đi quay chùa này chùa kia, mỗi chùa là một clip, chùa là một clip. Dạ. Hồi sáng giờ đi núi Bà Đội Ôm, rồi về
đình dạ, rồi đi đình Thế Sơn, rồi tới chùa Thế Sơn thì chạy qua đây luôn. Dạ. Dạ, hồi sáng đi đi lên đi giáp luôn. Thờ bà đội ôm dưới qua bên chỗ rồng ngâm ngọc dưới bàn thông thiên, thông thiên trên đỉnh luôn. Ở trên đỉnh núi hả? Dạ, trên đỉnh luôn. Hồi nãy nghe nói dưới dưới sân tiên dưới vô hội. Dạ. Dưới có chân tiên nữa. Dạ có, rộng lắm. Đi lên cũng dễ ra. Dạ dễ, dễ đi, bây giờ dễ đi lắm. Có đi qua chỗ rồng ngâm ngọc thì khó đi, đi rừng. Bị mấy ông chưa phá đường. Mấy ông chưa phá đường. Dạ. Hồi sáng đi là đi để nên mình đi quay vòng vòng cho các bạn biết. Trên này có xin xăm. Bà này bà Thánh Mẫu Tiên Nương, lớn hơn bà Tứ Xứ ngoài núi Sam. Nhưng mà ít ai biết. Ngôi miếu này hồi trước là của Đức Phật Thầy Đen. Đây là Thánh Mẫu Tiên Nương đây. Ngày 20 tháng 4 là ngày lễ. Ở bên đình chùa Thế Sơn, trước cửa chùa Thế Sơn có cái đường nhựa chạy thẳng qua đây luôn. Đường lớn. Đi ra chỗ Phật Di Lặc. Ngày mới làm bữa đó. Đi trời nắng chết, không có làm cái chỗ che này đâu. Đường đi có che mát không quá vậy. Quá đẹp luôn. Ồ, bào mướp. Bà chú xứ bò mướp, ông chú đó nói bà chú xứ này lớn hơn bà chú xứ ngoài núi Sam. Này chú xứ Tiên Nương, Thánh Mẫu Tiên Nương. Quan Thế Âm Bồ Tát hay này, Quan Thế Âm Bồ Tát. Bển có ông Phật Di Lặc mới là xây năm rồi. Để mình ra quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Trước cửa chùa mà chú xứ bào mướp có hồ sen. Để mình đi đường này đi ra. Khuôn viên quá rộng luôn. Bên đây là gì đây? Có đôi rồng hoa viên, miếu bào mướp. Bò đẹp giống bò thật ha, đi gan bò thật luôn, giống hệt bò thật luôn. Có chiếc xe luôn, xe không cho leo lên. Bò.
Ta dán không cho leo lên xe, mình leo lên lưng bò. Không có dán bò, mình leo bò. Phía ngoài là ruộng. Ruộng đồng bao la luôn. Để mình qua ăn thường không gì lặt. Đường lên tượng Phật Di Lặc. Đây là toàn cảnh mà miếu bà chú xứ Bò Mướp nha các bạn. Bạn nào muốn đi thì đến đường vào đình Thế Sơn hoặc là tới tỉnh Điện Biên nhà bạn. Có con đường nhựa đường đan chạy thẳng vô, đường rất lớn. Xe 50 52 chỗ ngồi vô cũng được. Tới miếu bà chú xứ Bò Mướp. Đường đi làm quá mát.
quá luôn ha. Đâu? Đó. Dạ. Qua đây. Địa mẫu bình thường không có cho lên, xin vui lòng không lên sân khấu. Mình xin kết thúc video tại đây. Anh em nào muốn đi thì cứ việc vào comment rồi mình hướng dẫn đường cho đi. Đến đây một lần cho biết, rồi hãy nhấn đăng ký và nhấn chuông ủng hộ mình. Mình chân thành cảm ơn các bạn nhiều.